quý vị, sáng nay, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 huyện Hấn Quản phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tổ chức đưa 5 đối tượng người nước ngoài nhập cảnh trái phép và hai tài xế taxi người Việt Nam đi cách ly tập trung tại Trung tâm Y tế huyện Lộc Ninh. Theo thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Hấn Quản, tối qua ngày 12 tháng 4, người dân ấp An Tân, xã An Phú, huyện Hấn Quản phát hiện hai xe taxi có dấu hiệu nghi vấn chở người nước ngoài nhập cảnh trái phép nên đã trình báo chính quyền địa phương nhận được tin báo chính quyền xã an phú đã chỉ đạo lực lượng công an đến hiện trường kiểm tra hành chính hai phương tiện thấy lực lượng chức năng hai tài xế taxi vội điều khiển xe bỏ chạy về hướng huyện lộc ninh để tẩu thoát công an xã an phú đã trình báo cấp trên đồng thời chốt chặn các ngã đường đến địa bàn ấp sóc run xã an phú lực lượng công an xã đã chặn bắt được hai phương tiện qua kiểm tra phát hiện trên xe taxi biển số 51G 31293 do tài xế Phạm Hồng Khanh, 31 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Minh điều khiển, trên xe chở 3 người nước ngoài. Chiếc xe còn lại biển số 51G 25790 do tài xế Lê Quang Hòa, 37 tuổi, ngụ huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh Hóa điều khiển, trên xe chở 2 người nước ngoài đều chưa rõ quốc tịch. Lực lượng chức năng đã lập biên bản tạm giữ hai phương tiện để phục vụ điều tra. Ngay sau đêm, ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 huyện Hấn Quản đã chỉ đạo ngành y tế phối hợp tiến hành điều tra truy vết, phun khử khuẩn các phương tiện vận chuyển và những địa bàn các đối tượng đã đi đến. Vụ việc đang được các ngành chức năng huyện Hấn Quản tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.